một câu mà ngày hôm qua. Hôm qua chị bán quán ăn chị dắt tới á. Mà mượn câu đó là ngon hơn. Nó dài. Cấm lấy tim cấm xong rồi hỏi hắn còn sót mũi chi nữa, rồi mua nhưng mà bữa sau dắt đi chứ không có chích hai mũi luôn à. Bệnh nhân lớn biết rồi kìa, chích bại chân đi không được chứ. Ừ, trường là đi thứ bảy không dạy, nhưng mà nó chỉ dạy cho những người mà đăng ký đó kìa, mà ít học sinh quá cái thôi. Cho qua bên ngõ chơi luôn được. Với lại thứ bảy học như trước cũng đâu có dạy chương trình gì đâu em, giữ giống mì như là giữ trẻ thôi.
Trinh Trá.